chú Linh ơi, mình có một cuộc điện thoại, mình gọi cho hai cô con gái và nói một cái lời yêu thương thật là nâu cháy đến hai cô con gái của mình ở nhà, đúng không ạ? Chắc là bây giờ hai cô đang rất là nhớ ba đây, bởi vì là ba đi làm từ sáng tới giờ đã đi giao lưu ở Cần Thơ, là ba trường đại học rồi. Chú Lê cũng nói là yêu thương với con của mình á. Sáng 5 giờ rưỡi sáng chú Lê đi chợ mua đồ ăn sáng, nấu đồ ăn sáng cho con mình, rồi đưa con đi học. Và bao giờ trước khi đến trường chú Lê cũng nói là ba yêu con nhiều lắm, ba thương con nhiều lắm. Và con chú Lê nói con cũng vậy. Và con chú Lê hôn lên má chú Linh một cái, hạnh phúc lắm. Gần như đó là một trong những cái điều mà ngày nào chú cũng làm hết, để xem hai đứa nhỏ nó học gì chưa. Chào con gái yêu thương. Nó gọi chú Linh bằng rủng nỉnh, rủng nỉnh là con heo á. Bà đang giao lưu với hàng ngàn sinh viên, các anh chị học đại học nè. Con chào các anh chị tiến đi. Con đang làm gì đó con gái? Bà nhớ con lắm á. Anh yêu ba nhiều không hả? Hả? Ba đang đứng trên sân khấu chúng tôi quay mấy hình ba luôn. Ba già chưa? Chưa hả? Nhưng sao con học giỏi là ba trẻ à? Cố gắng học giỏi, cố gắng bước vào giảng đường đại học như là các anh chị vào đây con nhé. Hồi nãy á, ba nhìn các anh chị ngồi đây trong giảng đường đại học, ba có nói một điều rằng là một ngày nào đó ba sẽ được thấy con ngồi trong giảng đường đại học như vậy. Và gần tới ngày đúng không con? Cánh cửa đại học đã mở ra với con rồi. Con muốn đi học ở nước ngoài xa lắm. Ba ủng hộ con, nhưng ba mong muốn rằng con học gần ba hơn, để ngày nào ba cũng được nhìn thấy con, ba cũng được nói lời yêu thương với con, con gái. Rồi ba cũng vậy, nhắn với hạt dẻ, ba nhớ dẻ nha, ba nhớ mẹ nữa. Và chào các anh chị với con gái. Tạm biệt con. Khuya ba về mở cửa cho ba nha. Ba con gái yêu. Và là ngày hôm nay chú Linh về nhà sẽ luôn có cô Lọ Lem ra mở cửa đúng không? Giờ nào cũng sẽ có người mở cửa. Mỗi lần chú Linh đi về đó, chú hạnh phúc nhất đó là chú nhắn tin mở cửa cho ba. Tôi thấy con gái nhà mở cửa và gần như khuya phải nào khuya ba chú ba con ba đều con của chú Linh đều hỏi mấy giờ ba về để con đặt báo thức. Và chú Linh sau một câu chuyện ngày nay, chú Linh khuyên các con rằng là mình phải chủ động nói lời yêu thương với ba mình, bởi vì đôi khi ba mình ngại nói với mình lắm, nhất là đàn ông nữa. Nói với con gái cũng ngại, mà nói con trai còn ngại hơn nữa. Chính vì vậy đó, các con chủ động làm bạn với ba mình, nói lời yêu thương ba mình và mẹ mình các con nhé. Và một tấm vé mời, một lời mời ba mẹ mình đi xem hai cuối để thấy rằng là cha con, mẹ con mình yêu như thế nào, gia đình hạnh phúc như thế nào các con nhé. Cảm ơn các con.